Ốc kiếm mượn quậy các bạn. Ốc kiếm mượn này quậy quá. Ốc kiếm mượn. Ốc kiếm mượn quậy lắm rồi đi ơi. Đây, ốc kiếm mượn quậy quá, rớt đồ rớt. Áo ta hết rồi nè. Tới giờ nghỉ mà vậy đó. Thế à, quá. Thì các bạn đây là giúp Ốc kiếm mượn nha. Ốc kiếm mượn. 21 hả? Cửa. Nói chuyện. Đâu chữ khỏe rồi, chữ mọi nhân quay chứ nữa. Đúng rồi, Út kiếm mượn. Vô mình chạy cái né luôn. Ai âu mày nói cái gì? Còn Nhi nói lớn lớn đi, còn Nhi nói cái gì cũng được hết á. Út kiếm mượn nói gì cũng được. 21 hả? Đúng rồi. Còn 3 tiếng hả các bạn? Út kiếm mượn đang xếp đồ đi qua bên Thái Lan chơi nha các bạn. Đi từng lễ cái gì à? Đúng rồi. Còn đi qua Thái Lan, Út kiếm mượn sẽ làm cái gì? Hả? À? Đi qua Thái Lan Út kiếm mượn làm cái gì? Đi du lịch. Qua rồi làm gì nữa? Đi chơi gì đó. Đúng rồi. Nè đây là số tiền của Út kiếm mượn nè các bạn. Làm nhiêu ta? Mấy trăm. Cái này là tờ mấy trăm ngàn? Tờ này 500. 500 rồi cái này mấy trăm? Là 600. Đúng rồi. Là 700. Rồi. Rồi bây giờ Út kiếm mượn sẽ ở đâu đây? Vô toilet rồi. Út kiếm mượn sẽ đi vô toilet nha các bạn. Rồi, đây là nhà tắm của Út kiếm mượn nha các bạn. Ok, giờ mình sẽ kết thúc video tại đây nha. Các bạn thấy video mình tại nắng quá mình không tính đi ra mình review mấy cái cây kiểng người ta đòi mua 100 tỷ mình không bán các bạn. Giờ mình cũng hơi bị bế tắc rồi, giờ mình bị bế tắc rồi mình xin kết thúc video tại đây nha. Ok, bye nha.